Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với An Tâm Sống Khỏe. Thưa quý vị và các bạn, để duy trì được một khung xương chắc khỏe trong cả một cuộc đời là điều không dễ dàng. Mặc dù có một số người cực kỳ quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là cách bổ sung canxi phù hợp thời điểm, thế nhưng nhiều người lại không như vậy. Nghiên cứu đã cho thấy, có những thực phẩm hoặc đồ uống có khả năng phá hủy kết cấu chắc khỏe của xương một cách nặng nề, thế nhưng chúng ta lại ít quan tâm tới điều đó. Bệnh về xương khi ở mức nhẹ, bạn sẽ không cảm nhận đủ, và cho đến khi triệu chứng đã nặng hơn thì khả năng chữa trị sẽ vô cùng khó khăn. Vậy nên, điều đầu tiên mà bạn cần làm nếu như muốn có một hệ xương khớp chắc khỏe, đó chính là tránh xa ngay những thực phẩm mà An Tâm Sống Khỏe liệt kê ngay dưới đây. Bởi chúng chính là những sát thủ âm thầm phá hủy hệ xương của mọi người hàng ngày. Cụ thể đó là những loại thực phẩm nào thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay của An Tâm Sống Khỏe. Phó giáo sư Phạm Chí Hồng, khoa dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Viện Thực phẩm Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, là người chuyên nghiên cứu về sự ảnh hưởng của đồ ăn thức uống đối với sức khỏe nổi tiếng tại Trung Quốc chia sẻ về những loại thực phẩm có thể gây loãng xương ở mức độ cao nhất. Bạn nên biết sớm để sử dụng đúng mức. Phó giáo sư Hồng cho biết là thức ăn chính của xương là canxi. Việc bổ sung chúng thường xuyên bằng cách là ăn uống vô cùng cần thiết. Ngược lại, những thực phẩm sau đây được xếp vào danh sách đen, ăn vào cơ thể bao nhiêu sẽ phá hủy xương nhanh chóng bấy nhiêu. Đầu tiên là các loại đồ ăn ngọt có hàm lượng đường cao, đặc biệt là nước ngọt có ga. Nước ngọt có ga hay là nước giải khát, loại đồ uống được tạo ra từ carbon dioxide, bão hòa, hương liệu và chất làm ngọt. Các loại nước này mang đến công dụng giải khát hữu hiệu nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ bị bệnh, điển hình là loãng xương và thoái hóa khớp. Trong nước ngọt có ga thì có hàm lượng axit phosphoric lớn sẽ làm mất đi lượng canxi trong quá trình đào thải. Mà canxi chính là thành phần cấu tạo nên xương, cho nên có thể nói nước ngọt có ga chính là kẻ thù của các bệnh lý về xương khớp. Một nghiên cứu của trường Đại học Harvard Mỹ về nước ngọt có ga chỉ ra rằng, loại nước uống này có nguy cơ bị gãy xương cao gấp 5 lần và tăng nguy cơ bị gút gấp 2 lần. Các nhà khoa học, bác sĩ ở Bệnh viện Brigham và Bệnh viện Phụ nữ Boston của Mỹ đã nghiên cứu và chứng minh, nước ngọt có ga chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến hiện tượng thoái hóa khớp gối ở nam giới. Hoặc những người đang bị thoái hóa khớp gối mà dùng nước ngọt có ga sẽ kích thích bệnh phát triển nặng hơn. Thứ hai, chế độ ăn protein quá cao và carbon hydrate thấp. Phó giáo sư Hồng chia sẻ thì người nào giữ thói quen ăn quá nhiều chất đạm, món ăn có tỷ lệ protein cao mà lại kèm theo việc bổ sung carbon hydrate với mức thấp, nếu không kết hợp với thật nhiều rau sẽ làm tăng ketone body trong máu, trong đó làm tăng khả năng bị mất canxi. Thói quen ăn nhiều thịt, ít tinh bột, ít rau này khi được duy trì trong thời gian dài sẽ thúc đẩy chứng loãng xương diễn ra nhanh chóng. Vì thế lời khuyên chính là bạn nên ăn uống cân bằng lượng chất đạm và tinh bột kết hợp hài hòa với rau xanh và củ quả. Thứ ba, các loại thực phẩm có hàm lượng natri cao. Thực phẩm chứa lượng muối cao có vị mặn nhiều hơn so với bình thường, baking soda. Nếu sử dụng vượt mức quá cho phép, có thể dẫn đến nguy cơ làm tăng canxi trong nước tiểu. Nói theo cách dễ hiểu thì ăn quá mặn sẽ làm cho canxi bị bài tiết và thất thoát nhanh qua đường nước tiểu, gây giảm sút lượng canxi được hấp thụ, dẫn đến nguy cơ loãng xương tăng lên. Lời khuyên của Phó giáo sư Hồng là hãy nên ăn nhạt một chút, đừng ăn quá lượng muối quy định, giảm thói quen ăn những món ăn ngâm tẩm quá nhiều muối. Thứ tư, muối và thói quen ăn quá mặn. Bạn càng ăn mặn nhiều, bạn càng mất nhiều canxi. Một bác sĩ nội tiết, giáo sư y học lâm sàng tại Đại học Columbia ở New York và phát ngôn viên của Tổ chức Loãng xương Quốc gia nói rằng muối được biết đến là chất gây ra sự bài tiết canxi quá mức qua thận. Để xương có được sức khỏe tối đa thì bác sĩ Cosman khuyên bạn nên kiểm soát lượng muối tiêu thụ mỗi ngày khoảng dưới 2,3 gram mỗi ngày. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 12 năm 2016 cho thấy rằng đàn ông Trung Quốc có thói quen ăn thức ăn mặn dễ bị loãng xương. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khác lại vào tháng 1 năm 2017 cho thấy tình trạng này cũng xuất hiện ở những phụ nữ mãn kinh. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cảnh báo rằng nếu bạn có các tình trạng khác như là huyết áp cao, bạn có thể cần phải hạn chế muối hơn nữa. Thứ năm, thói quen ăn kiêng quá mức cũng sẽ phá hủy hệ xương của bạn. Nhiều người sợ béo phì thừa cân nên áp dụng một chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Cách ăn uống mất cân bằng này là nguyên nhân gây ra thiếu chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể. Từ đó khiến cho xương bị ảnh hưởng, nhiều khả năng hấp thụ canxi dài ngày sẽ rất có hại cho sức khỏe của xương. Theo Phó giáo sư Hồng, xương khớp cần được xây dựng và bồi bổ trong suốt một quãng thời gian dài, thậm chí là cả đời người.
Nếu chúng ta không biết chú trọng vấn đề này thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Một khi bị mắc bệnh về xương khớp sẽ rất khó chữa và chất lượng sống, tuổi thọ đều giảm. Cuối cùng là thói quen uống rượu quá nhiều. Trong bất kỳ tình huống nào, nếu uống rượu và đồ uống có cồn nói chung ở mức cao sẽ làm giảm hấp thu canxi, khiến cơ thể không đủ cơ hội để dung nạp canxi, nuôi dưỡng xương hàng ngày. Đối tượng uống rượu nhiều sẽ có mức độ uống rượu mỗi ngày như sau. Số gam cồn uống trên ngày trên 30 gam, rượu mạnh 40 độ cồn mỗi ngày uống trên 75 ml, rượu vang 12 cồn uống trên 260 ml mỗi ngày. Nếu có thể hãy ngưng uống rượu hoặc uống ở mức tối thiểu. Thưa quý vị và các bạn, hệ xương được coi là da đỡ của cơ thể, có tác dụng bảo vệ các cơ quan, tích trữ canxi, magie và các loại khoáng chất. Thế nhưng, chỉ vì ăn uống thiếu khoa học, bẻ vặn khớp ngón tay, khớp cổ, cột sống lưng vô tội vạ, không ít người đã phải nhập viện với những tổn thương nghiêm trọng. Không chỉ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày, mà quý vị và các bạn cũng cần phải lưu tâm đến cả những thói quen tưởng chừng như là rất bình thường sau đây. Những thói quen xấu này không chỉ gây đau lưng, đau mỏi các khớp mà còn làm cho quá trình thoái hóa khớp diễn ra sớm hơn hoặc là trở nên trầm trọng hơn. Hoặc để tìm hiểu cụ thể hơn, những thói quen mình đang duy trì nguy hiểm cỡ nào thì quý vị và các bạn cũng có thể liên lạc tới số điện thoại đường dây nóng 0388448118 để nhận được sự hỗ trợ từ các bác sĩ và chuyên gia. Chế độ ăn thiếu khoa học. Nhiều người lầm tưởng chế độ ăn uống không ảnh hưởng đến hệ xương khớp. Tuy nhiên, ăn uống không hợp lý có thể khiến cơ thể không đủ dưỡng chất để nuôi dưỡng xương khớp hoặc gây béo phì khiến cho các khớp phải vất vả gánh trọng lượng của cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ các bệnh về xương khớp. Ngoài ra thì thói quen sử dụng đồ uống có ga, rượu, cà phê, ăn nhiều đồ ngọt cũng góp phần làm giảm bớt lượng canxi và ngăn khả năng hấp thụ canxi của xương, gây loãng xương. Lười vận động. Theo các nghiên cứu khoa học thì Việt Nam là một trong 10 nước lười vận động nhất thế giới. Lười vận động không chỉ dẫn tới hàng loạt các bệnh nguy hiểm như là tiểu đường, tim mạch, béo phì, đặc biệt là các bệnh về xương khớp như là thoái hóa khớp, viêm khớp, đau vai gáy. Ngồi nhiều. Khi ngồi nhiều thì tuần hoàn máu ở chân sẽ bị giảm, cơ hông, cơ mông và khớp gối ngày càng kém linh hoạt, xương dần mỏng đi, giòn và dễ gãy. Vì vậy, những người phải ngồi nhiều thường bị chứng loãng xương và có nguy cơ thoái hóa khớp rất cao. Tư thế sai, ngồi gập gối, ngồi vẹo lưng, khiêng vác quá nặng khi làm các công việc tay chân là những tư thế xấu khiến cho khớp gối, cột sống, vai gáy bị ảnh hưởng nặng nề. Bẻ khớp, không ít người có thói quen bẻ các khớp ngón tay, ngón chân, khớp cổ hoặc là vặn lưng khi mỏi mà không biết rằng điều này sẽ khiến cho khớp to lên, xấu về mặt thẩm mỹ. Không những thế, nó còn gây ra các tổn thương cấp tính như là bong gân, trật khớp, giãn dây chằng, làm sụn khớp bị bào mòn, đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp. Nhiều người thường ít quan tâm đến sức khỏe của xương, cho đến khi tuổi già mới gặp phải những vấn đề gây khó khăn đến sinh hoạt như loãng xương, mất xương. Việc xây dựng xương khỏe mạnh là điều vô cùng quan trọng vì những khoáng chất được tích hợp vào xương cho đến lúc 30 tuổi sẽ đạt khối lượng xương cao nhất. Nếu không đủ lượng dinh dưỡng cho khối lượng xương được tạo ra trong thời gian này hoặc gặp tình trạng mất xương, bạn sẽ có nguy cơ dễ gãy xương do cấu trúc yếu. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu 10 cách giúp xương chắc khỏe và duy trì chúng đến khi bạn lớn tuổi hơn. 1. Rau củ quả giúp xương chắc khỏe. Rau củ là một trong những nguồn vitamin tốt giúp kích thích sản xuất tế bào tạo xương. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy rằng tác dụng chống oxy hóa của vitamin C có thể bảo vệ các tế bào xương khỏi bị hư hại. Rau quả cũng làm tăng mật độ xương. Đây là một phép đo lượng canxi và các khoáng chất khác được tìm thấy trong xương. Loãng xương và osteopenia là một yếu tố đặc trưng bởi mật độ xương thấp. Việc sử dụng dung lượng lớn rau màu xanh và vàng có liên quan đến việc tăng quá trình canxi hóa, hay còn gọi là khoáng hóa xương ở tuổi nhỏ và duy trì khối lượng xương ở người trẻ tuổi. Một nghiên cứu ở phụ nữ trên 50 tuổi cho thấy, những người ăn hành tây thường xuyên nhất có nguy cơ mắc bệnh loãng xương thấp hơn 20% so với những phụ nữ ít ăn. Một yếu tố nguy cơ chính gây loãng xương ở người lớn tuổi là do sự tăng chu chuyển xương, quá trình phá vỡ và hình thành xương mới. 2. Magie và kẽm giúp xương chắc khỏe. Magie đóng vai trò chính trong việc chuyển đổi vitamin D thành dạng hoạt động thúc đẩy sự hấp thụ canxi. Bạn có thể bổ sung magie qua thức ăn hoặc sử dụng magie glycinate, cinate hoặc là carbonate. Kẽm là một khoáng chất vi lượng cần thiết giúp tạo nên phần khoáng chất của xương, thúc đẩy sự hình thành các tế bào tạo xương và ngăn ngừa sự phân hủy xương quá mức. Bạn có thể bổ sung kẽm thông qua thực phẩm như là thịt bò, tôm, rau bó xôi, hạt lanh, hàu và hạt bí ngô. 3. Protein giúp xương chắc khỏe.
Protein rất quan trọng cho xương khỏe mạnh. Trên thực tế có khoảng 50% xương được làm từ protein. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng lượng protein thấp làm giảm sự hấp thu canxi, có thể ảnh hưởng đến tốc độ hình thành và phá vỡ xương. Phụ nữ lớn tuổi dường như là có mật độ xương tốt hơn khi tiêu thụ lượng protein cao hơn. Trong một nghiên cứu quan sát kéo dài 6 năm với hơn 144.000 phụ nữ sau mãn kinh, lượng protein cao sẽ làm giảm nguy cơ gãy xương cẳng tay và mật độ xương cao hơn đáng kể ở phần hông, cột sống và toàn bộ cơ thể. Hơn nữa thì chế độ ăn kiêng chứa tỷ lệ calo lớn từ protein có thể giúp duy trì khối lượng xương trong quá trình giảm cân. 4. Canxi giúp xương chắc khỏe. Canxi là khoáng chất quan trọng nhất đối với sức khỏe của xương. Các tế bào xương cũ liên tục bị phá vỡ và được thay thế bởi các tế bào mới. Vì thế, bạn cần tiêu thụ canxi hàng ngày để bảo vệ cấu trúc và sức mạnh của xương. Các thực phẩm giàu canxi có thể bao gồm yến mạch, đậu phụ, hạnh nhân, các loại đậu, tôm, sữa. Lượng khuyến cáo canxi mỗi ngày giúp xương chắc khỏe thường là 1.000mg đối với hầu hết mọi người. Thanh thiếu niên khoảng 1.300mg và phụ nữ lớn tuổi khoảng 1.200mg. 5. Vitamin D, K giúp xương chắc khỏe. Vitamin D và vitamin K là thành phần quan trọng để giúp xương chắc khỏe. Vitamin D đóng vai trò giúp cơ thể hấp thụ canxi. Cơ thể bạn cần đạt được mức vitamin D trong máu ít nhất là 30 nanogram trên mili để bảo vệ chống loãng xương, osteopenia và các bệnh xương khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là trẻ em và người lớn có lượng vitamin D thấp, thường có mật độ xương thấp và có nguy cơ cao bị mất xương. Vitamin K2 hỗ trợ sức khỏe của xương bằng cách điều chỉnh osteocalci, một loại protein liên quan đến sự hình thành xương, cho phép osteocalci liên kết với các khoáng chất trong xương và giúp ngăn ngừa mất canxi từ xương. Bạn có thể bổ sung vitamin K2 thông qua các thực phẩm như là gan động vật, trứng, thịt. Bạn có thể có đủ vitamin D giúp xương chắc khỏe bằng cách phơi nắng và dùng các nguồn thực phẩm như là cá béo, gan và phô mai. Tuy nhiên, nhiều người cần bổ sung tới 2.000 IU vitamin D mỗi ngày để duy trì ở mức tối ưu. 6. Cân bằng calo để giúp xương chắc khỏe. Khi bạn ăn ít calo, ngoài việc làm chậm quá trình trao đổi chất, tạo ra cơn đói và gây mất khối lượng cơ bắp, điều này còn có thể gây hại cho sức khỏe của xương. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn cung cấp ít hơn 1.000 calo mỗi ngày có thể dẫn đến mật độ xương thấp. Trong một nghiên cứu thì phụ nữ béo phì tiêu thụ 925 calo mỗi ngày trong 4 tháng đã bị giảm mật độ xương đáng kể từ vùng hông và đùi trên, bất kể việc kết hợp luyện tập. Để xây dựng và giúp xương chắc khỏe thì bạn hãy thực hiện chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp ít nhất 1.200 calo mỗi ngày, bao gồm nhiều protein, thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất hỗ trợ sức khỏe xương. 7. Collagen giúp xương chắc khỏe. Collagen là protein chính được tìm thấy trong xương, chứa các axit amin, glycine, prolin và lysine, giúp xây dựng xương cơ, dây chằng và các mô khác. Collagen hydrolyzate có nguồn gốc từ xương động vật và thường được gọi là gelatin, được sử dụng để giảm đau khớp. 8. Cân nặng hợp lý giúp xương chắc khỏe. Ngoài chế độ dinh dưỡng thì việc duy trì cân nặng hợp lý có thể giúp hỗ trợ sức khỏe xương. Trọng lượng cơ thể thấp là yếu tố chính góp phần làm giảm mật độ xương và mất xương ở nhóm phụ nữ mãn kinh. Nghiên cứu cho thấy rằng béo phì có thể làm giảm chất lượng xương và tăng nguy cơ gãy xương do trọng lượng vượt quá. Mặc dù giảm cân thường dẫn đến mất xương, nhưng thường ít rõ rệt hơn ở những người béo phì so với những người có cân nặng bình thường. Việc duy trì cân nặng ổn định bình thường hoặc cao hơn một chút so với trọng lượng bình thường là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe xương của bạn. 9. Omega 3 giúp xương chắc khỏe. Axit béo omega 3 nổi tiếng với các tác dụng chống viêm, đồng thời cũng giúp bảo vệ chống mất xương trong quá trình lão hóa. Bạn có thể bổ sung nguồn thực phẩm của chất béo omega 3 bằng hạt chia, hạt lanh, quả óc chó, động vật như các loại cá béo, hầu. 10. Tập luyện giúp xương chắc khỏe. Một trong những hoạt động tốt nhất giúp xương chắc khỏe là tập thể dục, chịu trọng lượng hoặc là tác động cao nhằm thúc đẩy sự hình thành xương mới. Các nghiên cứu ở trẻ em bao gồm những người mắc bệnh tiểu đường type 1 phát hiện ra rằng hoạt động này làm tăng lượng xương được tạo ra. Ngoài ra thì việc tập luyện còn giúp ngăn ngừa mất xương ở người lớn tuổi. Các nghiên cứu ở đàn ông và phụ nữ lớn tuổi thực hiện các bài tập thể dục chịu sức nặng cho thấy rằng sự gia tăng mật độ xương, sức mạnh và kích thước xương cũng như giảm các dấu hiệu của sự thay đổi xương và viêm.
Thói quen tập luyện sức mạnh không chỉ có lợi cho việc tăng khối lượng cơ bắp mà còn giúp xương chắc khỏe, chống mất xương ở phụ nữ trẻ và lớn tuổi, bao gồm cả người bị loãng xương, osteopenia hoặc ung thư vú. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe xương là điều quan trọng ở tất cả các độ tuổi. Bạn không nên chủ quan vì các triệu chứng ảnh hưởng đến xương thường không xuất hiện cho đến khi tình trạng mất xương tiến triển. Vì thế bạn hãy cố gắng duy trì một lối sống lành mạnh để có thể có một hệ xương chắc khỏe nhé. Và để đảm bảo sức khỏe xương khớp của mình thì cũng đừng quên sự tư vấn miễn phí của đội ngũ chuyên gia bác sĩ của chúng tôi. Hãy gọi điện đến số điện thoại 0388448118 để nhận được những sự hỗ trợ kịp thời nhất.